khoản được đúng không ạ? Chuyển khoản. Cái này là khui thùng con 7280. Đây hôm nay là cuối giờ, hôm nay hết hôm nay là nghỉ lễ 2 ngày. 7280 cái hàng này, hàng Deepfit nguyên niêm phong từ Dell USA. Đây này, shipping này, thùng này. Đấy, toàn Mỹ, toàn xứ Anh hết. Đấy, cái này từ Dell USA nhé. Cái này hàng này, con này Servitac nó 7C92ZF2 con này. Check cho được là i5 8GB ổ 128. Tôi trên website. À, cái lớp ngoài là lớp chống rồi đúng không anh? Hay là à đúng rồi đây. Hay là cái vỏ con này nó dán thiệt mà. Đấy nó mới hơn con kia đúng không? Thì đấy, mới hơn. Con này không có nhiều tác tay. Con này có máy viết keyboard này, có camera này. Cái đấy là hai tính năng option thêm. Dòng mút này không phải là bắt buộc có camera giống như dòng Home đâu. Dòng mút này có con có con không. À. Nhiều người nhầm lẫn cái dòng này dòng mút. Camera đó là cái option chứ không phải nó bắt buộc nó phải có. Ở cái dòng Home thì bắt buộc phải có, dòng Watch này nó khác, trông còn đẹp đấy. Nó có thể bị chảy ở chỗ này không? Tức nó không phải hàng mới, chỗ này là chỉ vận chuyển thôi chứ không phải là vết sử dụng. Vết cũng nó mòn, nó sử dụng thì nó khác, chỗ này là chỉ vận chuyển thôi. Đấy, con này tương đối mới, nó đẹp. Cổng kết nối đầy đủ, có cổng tai C. Vâng, tai C luôn đấy. Ừ, có cổng tai C. Có cổng USB. Hai cổng USB mà cổng tai C, một cổng mini SD, một khe cắm SIM, con này cắm cái boost band mà có thể được online được 4G. Đấy. Có cả các mạng. Cái nó mua thêm khoảng 200-300 nghìn cái thẻ mà boost band của nó bán. Đấy, đeo đi không biết. Tương đối đẹp. Xem cầm pin hay không. Đây thì ví dụ vào BIOS của nó. BIOS của nó. Đồng F2 thì vào BIOS. Máy đẹp. Cấp. Đây, số đây. 92. Chuẩn chưa? Đẹp rồi. Nhá. Một thứ hai nữa, con này là cắm một thanh 8GB, nó còn một khe trống nữa, có thể cắm thêm được, nâng cấp lên được RAM 16GB. Thích thì nâng cấp luôn, có gì để sau. Con này là coi năng 72 đây. Ồ, nó 128 đây. Còn battery của nó đây. Cái này pin được 4 tiếng rồi. Để mình nói, tức là bên mình bán ra bảo hành, cái health của nó là excellent. Nó có 4 tình trạng sức khỏe, tình trạng tốt, đây là tình trạng cao nhất. Một số xuống gút, xuống đến bình thường, đến hơi yếu, và đến chuẩn và là phải thay thế. Thì cái này là ở tình trạng tốt nhất rồi. Bên mình kiểm tra thì bán cho nó ở heo ở excellent là 1, 2 nữa là pin nó không lỗi, nó xuống đều. Từ 100% nó sạc lên được 100% và nó xuống dần, nó không bị hỏng. À, cái này nó check được pin ở trong BIOS luôn này, qua BIOS luôn à? Đấy, thì check nó heo ở excellent, nếu nó sạc nhiều rồi là nó tại vì nó tính tốt, phần mềm nó tính nó xanh cao với cả tính độ chai pin ấy. Nó sẽ xuống dần, nhưng mình bán sử dụng heo excellent ít nhất phải là hút, nhưng cái này là excellent rồi. Hàng mới khui thùng ra nó chỉ ngày thôi, nó chỉ excellent ngày thôi. Đấy. Pin mà hỏi mấy giờ thì mình chịu, mình chỉ biết phải bán là pin như mới. Còn ông dùng bao nhiêu tiếng thì còn có cho ông dùng, cho ánh sáng, cho ông đủ cái thứ liên quan nữa.
anh nhá. Nó giải thích về cái chuyện pin đấy, máy nó đẹp như thế thôi. Windows thì Win 10 bản quyền con này mình sẽ cài. Thôi rồi, chào, cảm ơn.